Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ. Hôm nay là tháng 12 rồi, tháng 12 bên chỗ mình nó cũng hơi lạnh lạnh rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ra ngoài vườn mình quay cho mọi người coi vườn rau của mình nha. Đây là xà lách son. Xà lách son này có lần cô ba nhỏ tới nhà của cô Anh á, thì xin một mớ về. Cái chú cho một mớ về trồng, bây giờ nó lan ra, nó lớn dễ sợ luôn. Còn đây là lá cẩm nè, lá cẩm của một người bạn. Cô bé nhỏ xin một nhánh về cao thế chừng này nè. Không biết là chừng nào mới có đủ lá để nấu một cái nồi xôi lá cẩm nữa. Còn ở dưới á, là cái này là cái gì nè? Cái này là lá sâm á. Cái dây này là dây sâm để mình làm xương sâm đó. Còn bên này là tầng dày lá. Khi mà mình ho thì mình có thể dùng cái này để nhai, để ăn cho bớt ho. Nhưng mà không hiểu sao mấy bữa nay nó bị sâu quá chừng luôn. Rồi sâu, không biết sâu hay là con gì ăn á, mà cái lỗ, lủng lỗ quá chừng luôn. Rồi chắc có lẽ là lạnh nữa cho nên cái lá nó bị vàng. Còn đây là cây nghệ nè. À không phải nghệ, cái này là gừng. Gừng có mấy nhà trồng. Đây là rau quế nè, có hai loại rau quế ha. Basil của Thái và basil của Mỹ. Cái này của Mỹ nè. Đó, còn cái bên kia là của Thái. Rồi mình trồng cà chua nè. Nhưng mà dạo này lạnh chắc không lên nổi đâu. Còn đây là hành lá. Đây là bùi xả nè. Xả này cô bạn nhỏ cũng xin ở nhà cô Anh luôn. Mang về trồng mà cắm xuống đất mà chẳng thấy nó lên gì hết trơn á. Đây là cây tắc. Cây tắc của bà nhỏ xin của một người bạn về. Anh đó ảnh ươm cái cây tắc này từ hột đó. Còn đây là xà lách nè. Xà lách mình ăn xong cái mình thấy ở trên trên mạng người ta chỉ là cắm xuống đất cái nó ra đó, thì mình cũng cắm xuống mà nó ra được chừng này rồi nè, 3 tuần rồi đó. Đó, xả của cô bà nhỏ. Và mấy cái này là xà lách nè. Đây là tầng dày lá. Tầng dày lá nó dày dày á, trị ho thì có thêm một nhánh nữa. Còn đây là cái gì ta không biết, cái loại này là loại gì nhưng mà nó không phải là rau, cái này là cây kiển thôi. Cô bé nhỏ xin ở nhà của chị á, đem về á. Còn đây là rau lan. Rau lan thì cô bé nhỏ lấy củ khoai lang á, cái mình cắm xuống cái tự nhiên nó ra vậy đó. Còn đây là cây tắc của cô bé nhỏ nè, cho mọi người coi nha. Đây, nó ra trái rồi, cưng cái cây này lắm á. Khi mà mấy năm trước mẹ của cô ba nhỏ đi Cali á, mua về cái cây nó có tí xíu à. Tính ra đâu bây giờ cũng là 2-3 năm rồi đó, nó lớn được chừng này rồi nè. Thương lắm, mình rất là thích cây tắc mà cứ trồng mà cứ mong nó ra trái. Lâu lâu cũng ra ngắm nó, nói chuyện với nó. Nói nó là cho ra trái đi, để mình ngắm nó. Thì bây giờ mùa này nó cũng ra trái rồi nè. Vừa rồi lúc mùa hè á, trời bên này nóng quá là cái cây này nó chết. Bao nhiêu lá nó rụng sạch hết trơn luôn, là nó khô luôn á. Rồi cái mùa thu mát mát lại cái nó ra lá, bây giờ ra hoa rồi ra trái quá chừng luôn nè. Nhưng mà bây giờ không biết là bây giờ tháng 12 còn 2 tháng nữa là tới Tết Việt Nam, không biết là nó có lớn kịp hay là vàng để hái vô làm kiển cho Tết Việt Nam không ha. Đó, quá chừng luôn. Cô bé nhỏ rất là thích tắc nè, tắc này rất là ngọt, thích lắm, cưng cái cây này lắm luôn á. Còn em nhỏ này rất là thích ra ngoài vườn với mẹ. Mẹ đi đâu là ảnh bám theo. Mẹ đi ra ngoài vườn coi thì ảnh phải đi theo kế bên vậy đó. Với lại thích ra ngoài này để dọc mấy cái đá sỏi rồi đá quậy vậy đó mà. Quậy lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người coi cây cam của cô ba nhỏ nha. Khi mà mua căn nhà này á, là cây cam này nó đã có sẵn rồi. Thật ra là lúc mua nhà thì cô ba nhỏ nói là phải mua căn nhà nào mà có sẵn cây cam kia. Tại vì mình rất là thích ăn cam mà có nhiều nhà người ta trồng những cái cây cam á, mà nó chua lắm. Người ta trồng cam chỉ để là cho trưng kiển thôi chứ không phải là để ăn. Nhưng mà cô ba nhỏ ước là có một căn nhà mà mua căn nhà là phải có cây cam sẵn luôn. Thì rất là may khi mà mua căn nhà này á, là nó đã có cây cam này sẵn. Và cây cam này á, cái người hàng xóm ở đằng sau nhà này của cô ba nhỏ nói là cái cây cam này đã 60 tuổi rồi. Cho nên cái cây này cũng rất là già. Nếu mà mọi người để ý thấy cái thân cây á, nó rất là già, nó rất là to. Và cái ông hàng xóm á, thì
Ông hàng xóm của cô bác nhỏ năm nay cũng 90 mấy tuổi rồi, thì ổng nói là cái cây cam này trồng ở cái nhà này á, cũ, rất là cũ, rất là già rồi, cho nên là có thể mình có thể trồng cây mới vừa rồi đó. Nhưng mà cái cây này mỗi năm nó vẫn ra trái rất là nhiều, mọi người coi nè. Mùa này á, thì nó cũng hơi cam cam, hơi vàng vàng, nhưng mà chưa có hái ăn được đâu. Ăn cũng được nhưng mà nó ngọt, nhưng mà nó ngọt lạt chứ không có ngọt lắm. Chờ khoảng chừng tới tháng 1 á, tháng 2, ôi chao là bắt đầu ăn sướng luôn. Cây cam này của cô ba nhỏ rất là nhiều trái. Mà năm ngoái á, nếu mọi người để ý cái video nào á, năm ngoái cô ba nhỏ có cái cây cam này này, trước khi cắt nó đó, trước khi tỉa nó, thì những cái cành đó, nó xà xuống đất luôn, nó nằm dài dưới đất luôn vậy á. Thì năm ngoái mình cắt quá chừng, mình cắt lên để cho tỉa nó bớt á, mà chứ nó nằm dài dưới đất rồi đi cũng không được rồi, sợ nó nằm dưới đất rồi mấy con gì lên ăn nó uổng á đó. Cho nên là năm nay đã cưa rồi, cưa nhiều nhánh rồi, những cái trái này rất là thấp, mọi người thấy không, những cái cành này thấp. Em nhỏ này em nhỏ này thương lắm, thấy quay phim là anh tưởng chụp hình là anh cười à. Cái bên kia thì cam nó vàng nha, mà không hiểu sao ở bên cái hướng này nè cam nó không có vàng, nó xanh nè, mọi người thấy không, ngộ lắm nha. Nhiều khi có khi là có lẽ là nắng buổi sáng hay nắng buổi chiều mà rọi vô cái hướng nào thì nó không có chín kịp hay sao ta. Thì bên này á là có một cành cây bị chết nè, cho nên là cái cành cũng khô. Nhưng mà bên này á, cái cam á nó không có vàng giống như bên kia, còn cây nhỏ nhỏ đằng kia là cây tắc của cô bà nhỏ đó. Rồi quay cho mọi người coi nè, cam này á thì cam nó có rất là nhiều loại. Thì cái loại rất là may khi mà mua được cái căn nhà này là cái cam này á là navel orange. Mọi người thấy không, nó có lủng lỗ ở dưới nè. Navel giống như là cái lỗ rúng vậy đó. Thì cái mỗi dưới cái trái á, nó có cái vòng tròn giống như cái lỗ rúng của mình vậy đó, cho nên nó gọi là navel orange mà nó rất là ngọt. Còn đây là dàn bí của cô ba nhỏ nè, mọi người nhớ không? Bí bữa hổm nó lên xanh xanh, tuy là mình đã tắt nước hết rồi mà anh ba nhỏ anh lười, nó không có dẹp cái dàn này, rồi tự nhiên nó ra hoa rồi, nó ra trái đó. Mà vừa rồi mình quên cắt vô ăn cho nên mình để ngoài này luôn cho nó già, rồi để làm mứt bí. Rồi bây giờ mình sẽ hái rau xà lách son vô nha. Mới tưới cây xong nè cho nên là nó còn ướt nè. Nhưng mà cô ba nhỏ rất là thích xà lách son. Mọi người coi video á, thì sẽ để ý là cô ba nhỏ rất là hiếm khi ăn rau. Có nhiều bạn để ý đến nỗi là thấy cô ba nhỏ ăn phở rồi không có bỏ giá, hay là ăn cái mì gì không có bỏ xà lách, không có bỏ giá, không có bỏ rau. Cô ba nhỏ rất là ghét ăn rau, chỉ thích ăn thịt thôi. Nhưng mà cái rau xà lách son là cô ba nhỏ rất là mê, rất là thích luôn, mà được trồng nó nữa rất là mừng luôn. Tại vì cái mùi của xà lách son này á, mình rất là thích, nó thơm mà không hiểu sao nữa, mình ăn được cái loại rau này rất là thích, cho nên khi trồng được á, rất là mừng. Mà nó sạch nữa, mỗi ngày mình đều ra mình tưới giống như là tưới nước rồi rửa nó luôn, và nó rất là sạch. Bây giờ thì mình sẽ cắt vào ha, cái chậu này rất là nhỏ, cắt vào chắc có đủ mình của bà nhỏ ăn thôi á, đủ một chén thôi. Cắt vào rồi mình sẽ xào thịt bò, cái mình cái món gì ta, thịt bò trộn xà lách son hay gì đó, thì mình thấy trên mạng người ta hay làm như vậy. Thì bây giờ mình hái nãy giờ được có chừng này thôi, chắc là đủ một mình của bà nhỏ ăn thôi à, nhưng mà trồng cho vui vui. Mà cái rau xà lách son này á, nó dễ lắm. Khi mà mình ăn á, có những cái cọng á, cái mình cắm xuống nước á cho nó ra rễ, cái nó ra rễ chút xíu cái mình cắm xuống đất cái nó lại mọc ra thêm nữa, dễ lắm. Lúc mà cô ba nhỏ ở bên Ohio á, ở bên tiểu bang kia á, thì có những cái suối á, thì những cái rau xà lách son này á, nó mọc dại, nó mọc đầy dưới suối luôn, nhưng mà không biết là có an toàn hay không nữa. Còn bên này là cây lá cẩm nè, bữa hổm mình ăn xong cái có những cái cọng á, cây không còn chỗ nữa, cô ba nhỏ cắm xuống đại bên cái cây, bên chỗ cái cây lá cẩm nè, cho nên bây giờ nó cũng ra nè. Nhưng mà anh ba nói là sợ cái xà lách son này nó ra nhiều quá nó sẽ làm chết cái cây lá cẩm á, cho nên bây giờ mình cũng đang sợ ở đây. Tại vì cô ba nhỏ rất là thích trồng cây lá cẩm, em nhỏ rất là thích ăn sơn lá cẩm, cho nên là ước có lá cẩm để mà nấu xôi cho em. Chứ lần trước á, cô ba nhỏ cũng nấu xôi nhưng mà không có lá cẩm màu tím, cho nên á là mua cái food coloring á, là cái màu á, cái mình pha màu vô, nhưng mà nhìn thì nhìn cũng đẹp nhưng mà không thích. Cô mới nhỏ thích nó natural, thích cái tự nhiên, thiên nhiên đó. Nhưng mà không biết là khi nào mới có đủ lá để nấu được một cái miếng xôi cho em nhỏ ăn nữa.
Bây giờ mình cắt rau vô, rồi mình rửa sơ lại, rồi mình sẽ làm xào thịt bò. Cái mình rải lên trên rồi ăn cơm ha. Rau xà lách son á, là cô ba nhỏ chỉ biết ăn có hai món là ăn sống, là mình để như vậy, để mình rửa sạch xong rồi mình để lên cái dĩa, rồi mình xào thịt bò, cái mình đổ lên, rồi mình trộn cho ăn nước mắm lên, rồi xịt tí tiêu lên vậy đó mà. Thì đây là thịt bò cô ba nhỏ xào với củ hành rồi. Còn một món nữa mà cô ba nhỏ biết á, làm với xà lách son á, là món canh. Canh xà lách son, trời ơi, canh xà lách son á chị hai thích ăn lắm. Mà canh xà lách son thì cô bé nhỏ cũng rất là thích, cái mùi nó rất là thơm. Đó, bây giờ mình sẽ múc thịt bò nè, để lên trên cái dĩa này ha. Tại vì con của cô bé nhỏ sợ nó ăn cay không có được á, cho nên mình không có xịt tiêu vô. Nhưng mà một chút xíu xà lách son hồi nãy mình hái đó, cái để dưới cái dĩa nè, rồi xào thịt bò để lên trên. Đáng lẽ ra là phải rắc tí tiêu, nhưng mà thôi quên không rắc, tại sợ mấy đứa nhỏ ăn cay. Rồi một chút nữa mình sẽ lấy nước mắm mình chan lên, hay là chấm miếng nước mắm cũng được. Đó, hôm nay chị ăn có một món này thôi, thịt bò xào củ hành, nhưng mà có thêm miếng rau sống vô thì coi như là ăn nó tăng cái mùi vị một chút xíu ha. Rồi hôm nay cô ba nhỏ cũng chiên chả giò. Ô, không phải, nó lộn. Hôm nay cô ba nhỏ chiên đậu hũ. À, chiên đậu hũ nè, giòn thiệt là giòn luôn. Mà em nhỏ với chị hai rất là thích ăn đậu hũ. Đậu hũ không vậy đó, rồi chấm với nước tương thôi. Rồi hôm nay cũng có thêm canh. Hôm nay cô ba nhỏ nấu canh spinach với lại zucchini. Spinach là cải bó xôi, zucchini thì nó giống như là trái mướp, mà nó cũng tựa tựa giống như trái dưa leo vậy đó, nhưng mà nó mềm mềm ngon lắm. Hôm nay ăn cơm nhà nghèo ha, đạm bạc, chỉ có mấy món thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô ba nhỏ nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại trong video lần sau. À, mà ai chưa có subscribe vào channel của cô ba nhỏ thì bấm nút subscribe đăng ký nha. Để khi mà mình có đăng video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của cô ba nhỏ. Xin chào, bye bye.